Hello mọi người. Mấy bạn mà có nuôi chuột hay là sóc con nhỏ xíu giống như vậy á, thì cho mình hỏi là mấy bạn cho nó uống sữa kiểu gì vậy? Chứ mình đầu tư cây xi lanh rồi bơm sữa vô đút cho nó, mà nó cứ dùng dãy, xong rồi uống sữa bị đổ tháo ra ngoài nữa chứ. Sữa đổ ra đầy mặt luôn kìa, tầm lem thuốc lút. Với lúc đưa tay lên nó chụm lại như đang cầm nhau. Lúc này nó quằn quại.